chào các cô nàng xinh đẹp, lại là Su đây. Video ngày hôm nay sẽ là video tiếp nối của video lần trước trong chuỗi series video for makeup look. Lần trước thì Su làm một kiểu makeup look dành cho mùa thu, lấy màu cranberry là màu chủ đạo. Màu cranberry là màu giống cái móng tay của Su bây giờ. Đó là cái màu nó hơi đỏ, hơi có một chút ánh hồng và cũng có chút ánh tím ở trong đó. Và ngày hôm nay sẽ là lấy tông nâu làm tông chủ đạo. Thì giống như mọi người thường nói đó, mùa thu thì kiểu mắt nâu môi trầm. Có thể thấy thì ngày hôm nay Su có điểm thêm một ít tàn nhang giả. Lý do tại sao mà Su thêm một chút tàn nhang vào kiểu makeup ngày hôm nay, đó là vì Su cảm thấy là cái màu nâu của tàn nhang khi mà kết hợp với cái màu mắt và cũng như cái màu môi, nó rất là phù hợp chủ đạo là màu nâu trầm. Thực sự là Su rất là muốn níu kéo một chút của mùa thu, tại vì Su cũng khá là thích mùa thu. Với lại cái thứ hai là Su cũng muốn thử cái kiểu makeup look mà theo tông nâu như vậy. Nếu mà mọi người muốn biết là Su làm thế nào để được kiểu makeup look này thì mình cùng nhau cho thôi. Để kẻ chân mày thì Su sử dụng bảng màu của Jaclyn Hills và Su sử dụng màu đen để tiệp với màu tóc của mình. Sau khi mà Su dùng cái chì này và Su sẽ tán hết cái bột vào trong cái khuôn với chân mày của mình á, thì lúc này á mọi người nhìn hơi đậm chút xíu và mọi người đừng có lo, tại vì tí nữa mình sẽ dùng che khuyết điểm để mình tẩy lại cho nó đều. Tới thì Su sẽ dùng concealer của LA Girl và dùng cây cỏ có đầu nhỏ này, và Su sẽ dùng cây concealer này để mình vét làm sao cho chân mày nó theo dáng mình mong muốn và đừng có bị đậm ở phần đầu. Su cũng sẽ dùng cái concealer để tán lên cái phần màu mắt của mình luôn, làm cái eye primer. Sẽ dùng cái Q-tip này làm cho cái đầu nó dịu bớt và nó nhạt bớt ha. Xong phần chân mày rồi thì Su sẽ đến cái bước dưỡng da và sau đó Su sẽ đánh kem lót, kem nền, khuyết điểm. Mấy cái bước đó thì mọi người cũng đã xem nhiều trong mấy cái video trước của Su rồi, nên là Su sẽ skip nhanh qua phần đó luôn. Thế là Su đã nói ở ban đầu á, thì cái tông chủ đạo chính của ngày hôm nay sẽ là tông nâu trầm. Vậy nên là Su sẽ dùng tiếp cái bảng của Jaclyn Hills này mà hồi nãy mình đã dùng để làm cái chân mày á. Để tạo kiểu makeup look này thì Su sẽ sử dụng các màu nâu đơn giản trong bảng Jaclyn Hills. Nếu mà bạn nào không có thì các bạn hoàn toàn có thể dùng cái bronzer của mình. Bây giờ Su sẽ lấy cái cọ nhỏ hơn, mình sẽ dùng cái màu nâu hồi nãy nhưng mà mình nhấn mạnh hơn ở cái phần crease này. Sau khi mà Su đã đánh foundation thì Su sẽ đánh under eye eyeshadow. Thì ở dưới mắt thì mình cũng làm như vậy. Mình sẽ dùng cái cọ đầu nhỏ nhỏ. Mình sẽ dùng cây cọ đầu hơi to chút xíu. Với cây cọ này thì Su sẽ blend phần eyeshadow mà Su đã apply ở dưới mắt cho đều. Phần tiếp theo của mình sẽ là cái mắt nước. Cây eyeliner này là của Nhật, tên là Kiss Me Heroine. Vì hôm nay cái mắt của mình chỉ có một màu nâu đơn giản thôi. Khi mà Su làm cái eyeliner thì Su sẽ làm nó to hơn, nó dramatic hơn và nó cũng cao và sắc nét hơn. Và Su sẽ vẩy nó ra ngoài cái mắt một chút xíu để nhìn nó dramatic hơn. Phần mắt xong rồi, tiếp theo mình sẽ đánh bronzer nha. Bronzer ngày hôm nay Su xài là cái bronzer Hoola của hiệu Benefit. Mình sẽ dùng cây cọ đầu như thế nào, sẽ tán lên từ cái phần xương gò má cho tới cái phần miệng. Đánh từ cái phần này mình đi xuống dưới thì mình che cái phần mặt mình hơi bị to và cũng như là cái phần ở bên trán luôn. Mọi người đừng quên contour cái phần mũi nữa nha, cho cái mũi mình nhìn nó thon hơn. Thực sự mà nói thì Su không có nhiều kinh nghiệm trong việc contour mũi. Mình sẽ tập luyện nhiều hơn để mình contour mũi nhìn cho nó hoàn hảo hơn. Nếu mà mình contour mũi chưa có được đẹp á, mình chưa có được quen tay á, thì mình làm nhẹ nhẹ thôi ha. Thế giới thì Su pick cái này của EOS, rất là rẻ, hãng Rockstar, 1-2 đô thôi. Chấm cái này lên phần hai bên má với lại cái phần chữ T thì nó là cái vùng đổ dầu nhiều. Sẽ để cái này trong vòng 3 phút. Mình sẽ phủi cái bộ phấn baking hồi nãy của mình. Cái lớp baking nó sẽ làm cho cái phần contour sắc nét hơn. Gắn mi cực kỳ quan trọng nên mọi người đừng bỏ qua bước này nha. Mọi người thấy là khi mà Su gắn mi lên á, nhìn mắt nó long lanh và cái makeup nó cũng đẹp hơn hẳn luôn, đúng không? Bởi vậy nên là các chị em nào mà chưa biết gắn mi thì phải tập liền, không được bỏ qua cái bước này. Cứ ngồi ở nhà rảnh á thì mình cứ gắn tháo
ồi là mình sẽ quen. Vì Su không có cái lông mi ở dưới, Su sẽ dùng cái bút eyeliner này và Su sẽ vẽ cái mi giả của mình luôn. Mọi người đừng có sợ là nó bị giả quá, tại vì tí nữa mình sẽ dùng lại cái cọ làm cái inner eyeshadow, trồng cái màu đen lên cho nó tiệp vào, nhìn nó bớt giả hơn. Ngày hôm nay sẽ hơi đặc biệt hơn một chút xíu vì Su sẽ làm những cái nốt tàn nhan nhạt. Su sẽ dùng cây cọ đầu nhỏ, Su sẽ chấm lên cái mực màu nâu, chấm lên thành những cái đốm nhỏ để tạo thành những cái nốt tàn nhan giả. Mình đánh nhẹ từ từ một chút một thôi. Nếu mà mình làm nhiều quá cùng một lúc đó, hoặc là mình làm quá mạnh tay thì nó sẽ bị bột cái màu. Sẽ lấy cái cọ nhỏ hơn, Su sẽ đánh phần mũi, xương chân mày, phần khóe mắt và cái phần khóe môi để tránh đi cái phần nhan giả, highlighter phần đầu mũi và một chút ở trên đây thôi. Phần makeup của mình ngày hôm nay 90% là xong rồi, chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi, đó chính là son môi. Son môi ngày hôm nay thì Su sẽ dùng cái lip palette này của Anastasia Beverly Hills. Hôm nay theo tông nâu trầm nên là Su sẽ sử dụng màu nâu. Bạn nào mà muốn đi theo makeup thì Su khuyên là nên mua cái bảng này, tại vì nó có rất là nhiều màu để mình lựa chọn, có thể mix ra để tạo thành cái màu mà mình muốn. Đây là cái cây son dưỡng mà Su thích nhất của Burberry, mùi hương lựu rất là thơm. Vậy là kiểu makeup ngày hôm nay đã xong rồi. Nói ban đầu thì kiểu makeup này khá là hợp với lại cái sắc trời thu, và đặc biệt là khi mà lá vàng rơi. Để kiểu makeup ngày hôm nay đẹp thì Su recommend mọi người nên chọn cái màu lens nào nó hơi tông nâu hoặc là hơi sắc vàng nâu một chút xíu. Tông nâu như thế này thì nó sẽ tiệp vào và hòa vào rất là hợp với lại kiểu makeup của mình ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã xem video này, đừng quên like và subscribe cho Su nha. Tiếp theo là vào mùa lễ hội của Noel rồi. Nếu mà bạn nào muốn thắc mắc là Noel này Su sẽ makeup kiểu gì thì hãy subscribe Su để nhận được thông báo mỗi khi có video mới nha.